Đúng như dự định là ngày hôm nay 21 tháng 4 năm 2019 mình phải về nước sau quá trình 3 năm làm việc ở Nhật. Thì cách đây một tháng trước mình có gọi điện với ba mẹ, mình có nói xạo với ba mẹ là ngày 26 tháng 4 mình mới về lần. Mình muốn tạo sự bất ngờ đến cho gia đình. Wow. Ôi coi. Wow. Ai đây? Ai đây? Mẹ ơi, mẹ ơi. Con đã mẹ đi đi. Trời ơi, thật quá lão quá. Em không nhớ, các em không nhớ. Bà bác, bây giờ là đây là nhà mình. Ông người ơi! Ông người muốn ơi! Ông ơi! Mình lừa tao à? Mày! Thật cha bỏ mình! Ông điên mê mê ạ! Đây! Ha 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 ha